Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ đang là 2:30 buổi chiều thứ 6 ngày 8 tháng 11 năm 2019. Thì hiện tại thì cửa hàng đố của buổi tối chúng tôi rất là vinh dự được đón tiếp chú Thổ cùng bạn chú đến từ Phú Đô, Mỹ Đình, thành phố Hà Nội. Thì khi mà theo dõi cửa hàng của chúng tôi cũng được một thời gian cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay chú Thổ cùng bạn chú đã đến trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ cũ buổi tối của chúng tôi để xem và ký duyệt một cái món sản phẩm, đó chính là một bộ trường kỷ cũ tái chất liệu bằng gỗ Cụ Ta Quảng Bình được đục tích sen cò, hàng siêu VIP của cửa hàng của chúng tôi. Thì khi mà chú đến trực tiếp của cửa hàng chúng tôi thì xem cái món sản phẩm này thì chú rất là ưng ý chất lượng cũng như là mẫu mã và giá cả, thì chú đã quyết định là đặt cọc tiền và ký tên cái món sản phẩm này. Thì để một vài hôm nữa thì khi mà nhà chú đã dọn dẹp xong thì chúng tôi sẽ đi và bàn giao lắp đặt trực tiếp tại nhà cho chú theo đúng cái yêu cầu như chú mong muốn. Thì cái bộ ghế trường kỷ này thì chúng tôi vừa mới cho thợ là hoàn thiện xong lúc buổi sáng ngày hôm nay. Thì sáng hôm nay thì lúc 11 giờ thì chúng tôi trưng bày tại cơ sở đồ gỗ của Bùi Tuấn. Thì chú Thổ chú đã điện thoại cho chúng tôi, thì chú đã đến chiều nay, chú đã đến trực tiếp cửa hàng để xem cái món sản phẩm như này. Thì cái món sản phẩm này thì cửa chính xác là cửa hàng của chúng tôi vừa mới về trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó, thì quý vị nào mà muốn quan tâm hoặc là muốn sở hữu một trong những cái bộ trường kỷ sen cò mà như cái bộ chúng tôi đang giao lưu với chú Thổ đến từ Phú Đô, Mỹ Đình này, thì có thể liên hệ trực tiếp cho cửa hàng của chúng tôi thông qua số điện thoại 0985 230 858, hoặc quý vị có thể nhắn tin Zalo, Facebook, Viber theo đúng số điện thoại ở trên để lấy thêm thông tin và cái hình ảnh chi tiết nhất cũng như là giá của các sản phẩm mà quý vị muốn quan tâm. Thì quý vị nào mà muốn quan tâm những cái món sản phẩm khác thì có thể đến trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ cũ Bùi Tuấn tại địa chỉ là số nhà 33 đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội, để có thể chiêm ngưỡng và thưởng ngoạn những cái món sản phẩm mà cửa hàng của chúng tôi trưng bày. Thì nhân dịp clip này thì cửa hàng của chúng tôi cũng rất là chân thành cảm ơn chú Thổ cùng bạn chú đến từ Phú Đô, Mỹ Đình đã bớt chút thời gian đến và về trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ cũ Bùi Tuấn chúng tôi để ủng hộ chúng tôi cái món sản phẩm như thế này. Và đây là cái hình ảnh cái bộ ghế trường kỳ sen cò mà chúng tôi đã giao lưu với chú Thổ, chú đến từ Phú Đô, Mỹ Đình. Quý vị có thể là tham khảo thêm. Thì quý vị xem video chúng tôi thì nhớ đừng quên chúng tôi một like, một chia sẻ và đăng ký và subscribe kênh đồ gỗ cũ Bùi Tuấn để có thể tiện cập nhật và theo dõi những cái sản phẩm mà cửa hàng về mới nhất và thường xuyên nhất, và hơn nữa để cho cửa hàng của chúng tôi ngày càng phát triển hơn để lấy thêm động lực để đi sưu tầm và sản xuất làm ra những cái món đồ siêu VIP và đỉnh cao, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường để phục vụ tất cả các quý vị và quý khách hàng ở trên mọi miền tổ quốc. Thì sau đây tôi cũng xin phép được dừng cái video clip kể lại ở tại đây. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian của mình sẽ từ 3 đến 5 phút để xem hết video clip của chúng tôi. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào.